Nhìn thấy vừa đẹp chứ bác? Ờ, thế này vừa đẹp. Vâng. Cao quá, không hợp lý. Đúng rồi. Được chưa, trông không? Được rồi, bác ngắm lại xem. Được rồi, phải ngồi xuống nhìn. Đấy, có cái bộ cuốn thư này vào phát nhìn cái không gian này nó ấy hẳn lên luôn. Chứ nó khác hẳn. Vâng, đúng rồi bác, để ngang máy ra. À, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 31 tháng 12 năm 2020. Những ngày cuối năm, năm 2020 và chúng tôi đang có mặt tại gia đình một khách hàng ở tại thị xã Phú Thọ và vừa lắp đặt cho gia đình một bộ nội thất phòng thờ bên trong này. Để tôi quay lại một video clip làm kỷ niệm với khách hàng. Thì chúng tôi vừa lắp xong một bộ cuốn thư câu đối thờ bằng chất liệu gỗ cụ. Đây là không gian phòng thờ của gia đình nhà khách hàng đây. Trong không gian phòng thờ này rất là đẹp, có cuốn thư câu đối này, an gian thờ này, sập ngồi này, cũng như là hai bên là hai bộ trường kỷ. Đây nhà thờ họ mình, nhà thờ họ gì bác nhỉ? Trần Đình. Nhà Trần Đình ạ. Đây là cái nhà thờ họ của Trần Đình tại khu 1 xã Hà Lộc bác nhỉ, một xã Hà Lộc, Thanh Ba, gần thị xã Phú Thọ. Được chưa? Bên giữa bác. Đây là trước mặt là bác Bắc Bình, bác nhìn nhỉ. Và bộ sản phẩm này là làm theo đơn đặt hàng của Bắc Bình bác nhỉ? Ừ. Bắc Bình. Đó, Bắc Bình bác mua cho nhà thờ họ. Đây trước mặt đây là hình ảnh Bắc Bình. Bác ở chắc bác bên Bãi Bằng. Ok mọi người nhé, mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 51086. Website đồ gỗ Tùng Tám .com. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và đây lắp đặt cái bộ đồ thờ cho nhà thờ họ Trần Đình ở tại Hà Lộc, Phú Thọ. Ok mọi người.